tôi đánh lưới đấy. Xin chào các bác nha. Em nay lại lên hồ bao bể câu các bạn. Định câu đài nhưng mà gió quá, nó toàn thổi phao lập lờ này, khó nhìn lắm, nước nó sóng quá. Ngoài kia có chú đang đánh thả lưới. Em thấy câu hai cần mồi run này. Còn cái nán là tận bên kia cơ. Bên đây em câu hai cần năng, ba cần năng C nhé. Bây giờ sang bên đấy nhé, đốt lửa nhóm bếp nấu cơm ấy. Bây giờ gần 6 giờ kém rồi. Khung cảnh hồ đầy đẹp bằng bác. Bên là một cái eo hồ đi vào nhé. Đấy, gốc cây bên kia có một anh đang câu. Ở đây con cò đang bay này con này. Chiều tối cò bay về tổ rồi. Trên hồ này câu run thì hay được rô to lắm. Anh kia mà ở đây vừa có mấy con rô to lắm, nó bơi vào gần vào bờ ấy, phải 2 cân ấy, nhưng mà không ăn. Hy vọng là đến đêm thì nó đi săn mồi. Tối ngủ ở cái lều con này. Đây là ba cần lăng xê ngay trước mặt nha. Em vừa di chuyển hai cần câu run với cần câu đài sang bên này rồi. Ngay đây này, cho nó gần cái lều. Lúc là ngủ còn nghe tiếng chuông được. Câu đài đây vướng lắm. Em này mang cái cần 6m3 dài lắm. Ném lên tàn vướng cái đầu lúc kéo giật về nên khó bỏ cần câu đài này. Câu mỗi cần run này. Ở đây trên hồ này câu run hay được rô phi to lắm. Mọi người câu đài không được rô mấy. Câu lăng xê trên hồ đã tán mắc rồi các bạn. Không ăn thua đâu. Chắc là đợi đến tối rồi chúng ta câu run thôi chứ. Câu lăng xê đúng là điểm nào cũng ta bị mắc. Cứ kéo kéo vài vòng là mắc hết. Bạn em thì đang nấu cơm rồi. Máy thế có người đi nấu cơm cho này. Mấy quả dao này để làm này. Có dao cùn mà. Hôm nay đến nơi cái đảo du còn nhặt được con dao ấy. Cái mẹ ác. Đây các bạn này. Là hai chú mương. Cái cần lăng xê bên này. Cái cần bên kia thì vừa kéo được một tí thì nó bị gì nhỉ? Bị mắc rồi. Em ném lại cái này thôi nha. Làm sao? Đói phết rồi các bạn. Giờ bọn em chế biến mấy món ăn thôi. Đây nạc sườn mới rang với tỏi. Rau cải các bạn. Wow, hơi bướng tí các bạn thông cảm nha. Rớt bần miệng rồi. Đi rồi. Để ngay từ nó sẽ mỡ ra. Đi câu suối thì mới câu hồ ăn uống thì đơn giản đấy các bạn. Những cái món ăn mình có thể chế biến được ở nhà rồi. Ra đây mình hâm nóng lại xào lên là ăn thôi. Chế biến nhanh gọn nhẹ. Ăn rất tốn cơm.
Lá sơn bây giờ chín rồi các bạn, quá ươm này. Tỏi vàng thì thơm thế. Chúng ai mà đi qua hồ chắc là đều muốn ghé qua nơi đây. Giờ bọn em nấu rau ăn cho bạn nhé. Rau cải. Ui, cái này nóng lắm ấy. Cẩn thận, cẩn thận. Em gái trông nồi canh nhé, đi sang thăm cả bên kia phát các bạn, đói phết rồi. Giờ cái bây giờ đang mùa dịch nên là hồ yên nắng lắm, chứ bình thường khách du lịch đi nhiều. Nói chung là dịch bệnh là kinh tế khó khăn các bạn, ngành du lịch ở hồ Ba Bể coi như là thất thu ấy. Cần với em tận góc này này các bạn này, để em sang xem nó có dấu hiệu động chạm được không nhé. Tối nó mom mom. Thế hai cần in re thì dùng chuông thế nào, cần này thì câu mồi bột thì chắc là tao trôi tận đây nữa này. Đi mắng lắm đấy, chạy nán lên tận bên lại bên kia. Đây nặng phết, không phải mắc vật đống cưa kia linh tinh, không phải cá, cá nặng nặng. Em thay một loạt mồi các bạn, rồi đi ăn cơm rồi, đói lắm rồi. Giờ trở nó câu run hết, hồ này thì câu run là hiệu quả này. Hay được dù to lắm. Ôi, ngon không các bác. Cơm chín này, không nháo đâu. Cơm này là ngon đấy, dẻo. Nãy luôn. Vừa bác xuống hơi nhão, tưởng nhão. Nó chưa khô. Ngon đấy, em làm ở ít nhé, cũng thần thổ địa xung quanh đây. Cho cụ một miếng lắp sườn đi. Cho cụ một miếng lạp sườn nữa, cụ mời các trứng ạ. Đi xong rồi đây, mời các ngài thần hồ sơ nhé. Cho nó phải thìa đi, quên mất, tạm quên. Làm nào cũng quên. Rồi. Ăn đi, cầm đi. Đây, mời. Đây cho bác này. Đấy. Đây, cái miếng này không bẩn không? Không được. Ui, cháy này ngon ăn này. Thật đổi bát cháy này. Không, ăn cháy gì? Ăn bát đấy đi. Thôi, em ăn cơm nha. Mời các bạn. Đói lắm rồi. Ăn mấy món này tốn cơm á. Hãy đi. Giờ chuông kêu nó thì đẹp. Đấy, vừa ăn cơm vừa ngắm cái phao đài tít ngoài kia các bác nhỉ. Em để một lớp dài nhìn từ xa nhìn rất đẹp. Giờ chìm nghỉm thôi. Ôi, ăn cơm thôi. Ăn xong các bạn, ăn xong mới đi thăm cần. Hai con cá mương nhỉ. Con tôm. Đây ốc. Phao bên kia. Bây giờ bên kia toàn câu mồi run rồi các bạn. Tối. Ra ném lại cần đấy em. Ui, nặng à? Không. Còn dưới mồi.
Run đấy. Đâu mà lại. Đó, từ này lại. Không có bằng cái màu kia. Màu kia không ăn thua đâu. Màu kia run rồi nó. Ăn nó sâu. Vậy. Thả đi. Ngát mấy cái gì vậy? Rồi đầu tư của chúng cần xong rồi chả ăn thua rồi các bạn. Học sáng nhỉ. Sao điện rồi? Bao tiền? Cái sau này 70.000. Hôm nào phải đi ở hồ ấy, sóng nó đánh ác quá nên câu đài khó không ạ? Thường đi là sóng gập ghềnh nó tạt lắm. Đây em chơi run rồi thôi. Câu mà bột không ăn thua đâu. Ở đây anh em toàn câu run quanh quanh hồ đây. Rất nhiều người nha các bạn nhé. Cứ mua cái ánh đèn là một người ngồi câu bên bờ bên kia rồi đấy. Hai người, ba người, bốn, năm, sáu người. Đấy, các bác cứ nhìn thấy ánh đèn ấy, là một người ngồi một góc ấy. Đến tháng 5, tháng 6 còn đông nữa. Không có chỗ mà ngồi. Thằng kia là ngày nào cũng có người được mà. Ừ, đúng rồi. Đỏ là được. Im ắng lắm các bạn. Em di chuyển hai cần này nó về gần phía này em. Để mình có thể tiện biết khi nào cá nó cắn ấy. Cần đài im lắm, thấy con nào gì ạ? Run thế. Năng xê thì cũng càng im. Giờ thì em đi thay một loạt mồi năng xê nhé. Chúng ta ra rình ngồi cần run núc xem sao. Yên nắng lắm. Không thấy dấu hiệu gì các bạn ạ. Im lắng lắm. Cái đợt tháng 6, tháng 7 em câu bên kia ấy. Không kịp trở tay, lúc 2-3 cần cắn lúc. Bên kia đang tương đối nhiều người câu ấy. Cứ ánh đèn là có một người, cứ ánh đèn là có một người. Bình thường đến mùa hè, xung quanh hồ là tắm phao sáng, sáng rực lên luôn ấy. Cứ mỗi người 2-3 cái phao sáng sáng này các bạn. À, mấy chục người là kín. Bây giờ đang bị dịch bệnh là người ta hạn chế đi lại nhiều chứ. Không thì còn không có chỗ mà câu ấy. Phải đi thuyền là những đoạn xa xa. Gần này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đây có kìm gắp là gắp vào nó đấy. Mềm vàng ươm. Tươi trong hốc đá thôi. Giữ màn hình luôn nhé. Đây này, con này. Đấy. Động đậy, động đậy. Chưa khá ha này. Cơm tối ăn đông ngoài câu. Cần này gấy em đôi các bạn. Bị mắc đá em giật hơi quá tay là toạch. Cần này hôm trước là thằng bạn em nó mượn đi câu xuống là bị gấy đây rồi về nối lại là bọn này lại bị yếu quá đó. Toạch tiếp. Giờ là gần 4 giờ sáng các bạn. Cá ít cắn lắm. Sang thì thấy mấy cái mồi đang xây đó xem sao nhé. Mày câu này đen đủi rồi.
cuối cùng là một chú hộ. Đang bảo định đi ngủ thì con này lại cắn các bạn. Em vừa đè cái cây lên xong. Kế tiếp thế nào? Ngồi cả đêm mới cắn được một hai phát, sợ thật. Bây giờ là 5 giờ hơn rồi, bắt đầu sáng đến nơi rồi. Cần lấy phao điện, hết cả điện đây. Thôi, nghe em còn lèo ngủ rồi. Ngủ giấc lấy sức còn về. Quãng đường về có tầm gần 70 cây ấy. Thành quả chuyến đi câu các bạn này, đen không, ngứa hết khắp người, không biết bị sao này, mẩn đỏ hết cả người, cả cổ cả mặt các kiểu. Thôi nhá, giờ em thu dọn đồ đạc các kiểu đi về các bạn. Nói chung là chuyến đi câu không được thành công cho lắm, đen lắm. Hôm nào đi phục thù sau đây được có mỗi con rô phi đẻo này, thả nó đi với con cá mương này. Đấy, đi đi, mương là chết rồi, thả ra ngoài cho cá nó ăn thôi. Thôi nhá, xin chào các bác nhá. Em ngứa lắm mà không chịu rồi.